thời điểm hiện tại thì có rất nhiều cái sự lựa chọn để các bạn trẻ lựa chọn một cái nghề gì đó để học. Nhưng lựa chọn cái nghề nào để sau khi học xong thì chúng ta sẽ có việc làm ngay thì đó là một cái bài toán mà rất nhiều bạn trẻ không được có những cái thông tin tiếp cận với những cái ngành nghề phù hợp với xu hướng xu thế phát triển chung của xã hội thời điểm hiện tại. Xin mời anh chị và các bạn và các em tham gia một cái buổi đào tạo bởi những cái chuyên gia Hàn Quốc được chúng tôi mời sang để đào tạo tập huấn cho những bạn học viên đang tham gia khóa học sửa chữa máy photocopy tại iCopy Phú Sơn chúng tôi. Và đây là cái hội trường, cái buổi mà chúng tôi mời những chuyên gia hàng đầu của một số nhãn hiệu máy tiêu biểu của Hàn Quốc sang để tập huấn cho các bạn học viên. Và chương trình đào tạo của chúng tôi gồm hai hình thức, đó là đào tạo trực tiếp tại Học viện 26 Võ Văn Đồng Cầu Giấy Hà Nội. Hình thức thứ hai đó là đào tạo từ xa qua bộ video online. Chúng tôi liên tục tuyển sinh các cái khóa đào tạo và định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho các bạn trẻ trong năm 2023. Trong buổi mời những chuyên gia Hàn Quốc sang tập huấn cho học viên của chúng tôi thì các anh chuyên gia Hàn Quốc sẽ đào tạo cho học viên của chúng tôi những cái cơ bản về nguyên lý hoạt động và những cái đặc thù của máy màu. Trong đó sẽ làm nổi bật một cái sự khác biệt giữa máy màu sử dụng mực một thành phần và máy màu sử dụng mực hai thành phần đang rất là phổ biến tại thị trường Việt Nam chúng ta ở thời điểm hiện tại. Thì thời điểm mà bắt đầu cho cái buổi đào tạo tập huấn của chúng tôi sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ và chúng tôi đang set up hội trường để chuẩn bị có một cái buổi đào tạo tập huấn bởi những chuyên gia đến từ Hàn Quốc. Các bạn trẻ quan tâm đến nghề kỹ thuật sửa chữa máy photocopy có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0964 405 366. Đặc biệt là những em sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông ở thời điểm hiện tại và đang định hướng một nghề gì đó để lựa chọn và học tập để có cái cơ hội việc làm và cơ hội phát triển bản thân, liên hệ để nhận những cái tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm từ chúng tôi. Các em rảnh thì có thể đến 26 Phạm Văn Đồng Cầu Giấy Hà Nội để tham quan cơ sở vật chất, tham quan cái mô hình đào tạo nghề của chúng tôi. Và cái hình thức đào tạo của chúng tôi gồm có những cái gói học là thời gian từ 3, 6 tháng hoặc 1 năm tùy theo cái gói các bạn lựa chọn. Và sau đào tạo thì chúng tôi cam kết 100% giới thiệu và tạo công ăn việc làm cho các bạn trẻ để các bạn có cơ hội khởi nghiệp và phát triển bản thân.